Kinh số 14 Phật thuyết nhân bản dục sanh kinh. An Thế Cao dịch. Phật nói kinh Con người do dục sanh. Nghe như vậy, một thời Đức Phật tại nước Câu Loại đi tới chỗ pháp trị của nước Câu Loại. Bấy giờ hiền giả A Nan một mình ở thanh vắng, dốc lòng suy nghĩ, khởi lên ý nghĩ như vậy. Thật chưa từng có, chính ý này là vi diệu, sanh tử bản nguyên cũng vi diệu, trung gian cũng vi diệu. Nhưng nó lại rõ ràng, dễ hiện. Rồi hiền giả A Nan khi đêm đã qua, liền đến chỗ Đức Phật. Đến rồi lạy dưới chân Ngài, đứng qua một bên. Hiền giả A Nan bạch Phật. Con một mình tại nơi thanh vắng, dốc lòng suy nghĩ, khởi lên ý nghĩ như vậy. Thật chưa từng có, chính ý này là vi diệu, sanh tử bản nguyên, trung gian cũng vi diệu. Nhưng nó lại rõ ràng, dễ hiện. Đức Phật bảo, Này A Nan, chớ nói là nó dễ dàng, dễ biết, dễ thấy. Nó rất sâu xa, vi diệu. Này A Nan, sanh tử có bản nguyên. Đó là, A Nan, từ nhân duyên bản nguyên mà có sanh tử, nếu ai không biết, không thấy, không hiểu, không nhận, sẽ khiến cho thế gian này như cái thoi khuôn cưỡi, thoang thoát qua lại, từ đời này qua đời sau, từ đời sau đến đời này, cảm thọ khổ ở thế gian, khiến không thể lìa khỏi thế gian. Nhân duyên như vậy, này A Nan nên biết, là thâm sâu vi diệu, tức là sanh tử có bản nguyên, ánh sáng ý cũng rất vi diệu. Nếu có người hỏi, có nhân duyên của lão tử không? Được hỏi như vậy nên đáp, có nhân duyên. Này A Nan, nhân duyên của lão tử là gì? Nên đáp, đó là sanh. Nếu hỏi, có nhân duyên của sanh không? Được hỏi như vậy, nên đáp, có nhân duyên. Nhân duyên của sanh là gì? Vì có hữu nên có sanh. Nếu hỏi, có nhân duyên của hữu không? Liền đáp, có nhân duyên của hữu. Nhân duyên của hữu là gì? Đáp rằng, có nhân duyên là thọ. Nếu hỏi, có nhân duyên của thọ không? Liền đáp, có nhân duyên của thọ. Nhân duyên của thọ là gì? Đáp rằng, ái là nhân duyên của thọ. Như vậy, này A Nan, từ ái mà tìm nhân duyên của thọ, từ thọ nhân duyên của hữu, từ hữu nhân duyên của sanh, từ sanh nhân duyên của lão tử, ưu bi khổ, không vừa ý, ảo não sanh ra. Như vậy là đầy đủ khổ ấm, từ đó tập khởi. Này A Nan, nhân duyên sanh mà có lão tử, cho nên nói rằng do cái này có nên cái kia có. Này A Nan, từ đó rõ ràng do nhân duyên sanh mà có lão tử. Này A Nan, nếu không có sanh cũng không có các chủng loại như cá và loài cá, chim và loài chim, ruồi muỗi và loài ruồi muỗi, rồng và loài rồng, thần và loài thần, quỷ và loài quỷ, người và loài người, mỗi mỗi chủng loại. Nếu như cũng như hữu, có cái vô hữu, thế thì cái vô cũng là hữu, khiến cho có sanh. Này A Nan, tất cả đều không có sanh, vậy có già chết không? A Nan bạch Đức Phật, thưa không. Đức Phật liền bảo tôn giả A Nan, nên biết từ nhân duyên ý, từ bản nguyên ý, từ tập khởi ý, từ nhân duyên ý, già chết là do sanh. Này A Nan, do nhân duyên là sanh mà có già chết. Nếu có người hỏi, sanh có nhân duyên không? Nên đáp, sanh có nhân duyên. Nhân duyên của sanh là gì? Nên đáp, nhân duyên của sanh là hữu. Này A Nan, từ nhân duyên này mà biết, là từ hữu mà có nhân duyên của sanh. Này A Nan, nếu không có nhân duyên là hữu,
không có, làm gì có chủng loại như cá và loài cá, chim và loài chim, ruồi muỗi và loài ruồi muỗi, rồng và loài rồng, thần và loài thần, quỷ và loài quỷ, người và loài người, mỗi mỗi chủng loại. Giả sử có cá vô hữu, thì cá vô hữu cũng là vô hữu của hữu. Này A Nan, tất cả đều không có hữu, vậy có sanh không? A Nan thưa, dạ không. Cho nên, này A Nan, từ phát sanh ý, từ bản nguyên ý, từ tập khởi ý, từ nhân duyên ý, sanh là do hữu. Này A Nan, từ nhân duyên là hữu mà có sanh. Nếu có người hỏi, có nhân duyên của hữu không? Nên đáp, có. Cái gì là nhân duyên của hữu? Nên đáp, thọ là nhân duyên của hữu. Có nhân duyên của hữu, như vậy, rõ ràng do nhân duyên là thọ mà có hữu. Này A Nan, giả sử không có thọ làm nhân duyên thì cũng không có hữu do thọ. Này A Nan, tất cả không có thọ, vậy có hữu chăng? A Nan thưa, dạ không. Này A Nan, như vậy từ sanh khởi ý, từ bản nguyên ý, từ tập khởi ý, từ nhân duyên ý, hữu là do thọ. Này A Nan, từ nhân duyên thọ mà có hữu. Có nhân duyên của thọ không, A Nan? Có nhân duyên của thọ, A Nan. Vẫn đáp như vậy, do nhân duyên gì có thọ? Nên đáp, ái là nhân duyên. Này A Nan, từ nhân duyên này nên biết, vì ái là nhân duyên mà có thọ. Này A Nan, nếu không có ái thì cũng không có thọ, cũng không có cái được thọ. Này A Nan, tất cả nếu không có ái, vậy có thọ chăng? Có cái danh từ thọ chăng? A Nan thưa, dạ không. Như vậy, này A Nan, từ đó là phát sanh, từ đó là nguyên bản, từ đó tập khởi, từ đó làm nhân duyên. Do ái là nhân duyên mà có thọ. Này A Nan, thọ là do ái làm nhân duyên. Như vậy, này A Nan, do nhân duyên là ái mà có tham cầu, do nhân duyên là cầu mà có lợi, do nhân duyên là lợi mà có kế, do nhân duyên là kế mà có lạc dục, do nhân duyên lạc dục mà có phát cầu, tức vì nhân duyên là chấp thọ quá khứ mới có keo kiết không buông bỏ. Vì nhân duyên là keo kiết không buông bỏ mới có gia đình. Vì nhân duyên là có gia đình mới có thủ hộ. Do thủ làm nguồn gốc, này A Nan, liền có dao gậy. Vì có dao gậy liền có đấu tranh, nói nhiều nói ít, lừa dối xâm đoạt, nhiều lời hai lưỡi, lắm điều sai trái, một mực đưa đến sự tệ ác. Này A Nan, nếu gốc không có, cũng không có cái được thủ hộ, cũng không có sự thủ hộ. Này A Nan, tất cả đều không có thủ hộ thì có dao gậy, đấu tranh, nói nhiều nói ít, lừa dối xâm đoạt, nhiều lời hai lưỡi, lắm điều sai trái, một mực đưa đến sự tệ ác hay không? A Nan thưa, dạ không. Như vậy, này A Nan, từ đó là phát sanh, từ đó là bản nguyên, từ đó là tập khởi, từ nhân duyên đó mà có dao gậy, đấu tranh, nói nhiều nói ít, lừa dối xâm đoạt, nhiều lời hai lưỡi, lắm điều sai trái, một mực đưa đến sự tệ ác. Vì thế cho nên, này A Nan, từ sự thủ hộ liền có dao gậy, đấu tranh, nói nhiều nói ít, lừa dối xâm đoạt, nhiều lời hai lưỡi, lắm điều sai trái, một mực đưa đến sự tệ ác. Như vậy, chỉ toàn là khổ, từ ngũ ấm tập khởi đưa đến. Do nhân duyên gia đình mà có thủ hộ, cho nên mới nói như vậy. Theo đó mà biết, này A Nan, do nhân duyên là gia đình nên có thủ hộ. Nếu không có nhân duyên là gia đình nhưng đã không có thọ, vậy nhân duyên gì mà có gia đình? Tất cả nhân duyên là gia đình, nếu không có, vậy há có gia đình? Có dao gậy, đấu tranh, nói nhiều nói ít, lừa dối xâm đoạt, nhiều lời hai lưỡi, lắm điều sai trái, một mực đưa đến sự tệ ác chăng?
A Nan thưa: Dạ không. Như vậy, này A Nan, từ đó phát sanh, từ đó làm bản nguyên, từ đó tập khởi, từ nhân duyên đó khiến cho có thủ hộ. Vì có thủ hộ, này A Nan, nên từ gia đình khiến cho có thủ hộ, vì do nhân duyên keo kiệt không buông bỏ mới có gia đình. Do nhân duyên này mới có như vậy, phải từ nhân duyên này mà biết. Này A Nan, vì nhân duyên khó xả keo kiệt nên có gia đình. Này A Nan, nếu không có sự keo kiệt không buông bỏ cũng không có thọ, mà đã không có thọ, vậy có keo kiệt không buông bỏ chăng? Này A Nan, tất cả keo kiệt không buông bỏ đã không có, vậy có gia đình chăng? A Nan bạch Phật rằng: Dạ không có. Như vậy, này A Nan, từ đó phát sanh, từ đó là bản nguyên, từ đó tập khởi, từ đó làm nhân duyên, là do thọ mà có gia đình. Keo kiệt không buông xả bỏ, cho nên, này A Nan, khiến cho có gia đình. Từ nhân duyên là chấp thọ quá khứ, này A Nan, khiến cho có keo kiệt không buông bỏ, cho nên mới nói như vậy. Cũng từ nhân duyên này mà có cái này. Như vậy, nên từ nhân duyên này, này A Nan, mà có thể hiểu là từ phát thọ, do thọ này mà keo kiệt không buông xả. Này A Nan, nếu phát thọ mà không có thì đâu có thọ, cũng do nhân duyên gì mà có chấp thọ quá khứ. Tất cả, này A Nan, nếu không có phát thọ, vậy có sự keo kiệt khó xả bỏ chăng? A Nan bạch Phật: Dạ không. Như vậy, này A Nan, từ đó phát sanh, từ đó làm bản nguyên, từ đó tập khởi, từ đó làm nhân duyên, khiến cho có keo kiệt khó xả bỏ, là do phát thọ trước kia, cho nên phát cũng có nhân duyên. Cho nên, này A Nan, do thọ mà có keo kiệt khó xả bỏ. Này A Nan, do nhân duyên là dục tham khiến cho có phát, cho nên mới nói như vậy. Này A Nan, nên từ nhân duyên này mà biết, từ nhân duyên là dục tham khiến cho phát cầu. Này A Nan, nếu dục tham không có, đã không có nhân duyên, vậy nhân duyên gì có dục tham? Này A Nan, tất cả dục tham đã không có, vậy có phát giảng chăng? A Nan thưa: Dạ không. Như vậy, này A Nan, từ đó là phát sanh, từ đó là bản nguyên, từ đó là tập khởi, từ đó là nhân duyên, khiến có phát do có dục tham. Cho nên, này A Nan, từ dục tham khiến cho có phát, đã có phát, từ phát giảng khiến có dục tham. Cho nên mới nói như vậy. Nên theo nhân duyên này mà biết, từ phát giảng khiến có dục tham. Này A Nan, nếu không có phát giảng cũng không có cái khiến cho có phát cầu. Này A Nan, tất cả tuy có phát giảng, vậy có tham dục chăng? A Nan thưa: Dạ không. Như vậy, này A Nan, từ đó mà có, từ đó là bản nguyên, từ đó tập khởi, từ đó là nhân duyên mà có dục tham, do phát giảng là nhân duyên khiến có dục tham. Từ lời ý, này A Nan, khiến cho có phát giảng, từ đó mà nói, phải nên từ nhân duyên đó mà biết, vì do nhân duyên lợi khiến có phát giảng. Này A Nan, nếu không có lợi cũng không có tầm cầu, do nhân duyên gì mà có cầu? Này A Nan, tất cả đã không có lợi, vậy có phát giảng chăng? A Nan thưa: Dạ không. Như vậy, này A Nan, từ đó mà có, từ đó là bản nguyên, từ đó tập khởi, từ đó làm nhân duyên, phát giảng do lợi, lợi nên cũng phát cầu. Từ nhân duyên là tầm cầu, cho nên khiến cho có lợi, cho nên nói là từ nhân duyên này nên biết, từ nhân duyên cầu khiến cho có lợi. Này A Nan, nếu cầu là nhân duyên mà không có, vậy do nhân duyên gì mà có cầu? Từ nhân duyên gì mà có cầu? Tất cả, này A Nan, đã không có cầu, vậy có thấy lợi chăng? A Nan thưa: Dạ không. Như vậy, này A Nan, từ đó mà có, từ đó làm bản nguyên, từ đó tập khởi, từ đó làm nhân duyên mà có lợi, mà có tìm cầu.
Này A Nan, vì có tìm cầu cho nên khiến cho có lợi, do ái nên khiến cho có tìm cầu. Cho nên nói, theo đó mà biết, khiến từ ái mà tìm cầu. Này A Nan, nếu không có ái, cũng không có tìm cầu, cũng không có nhân duyên cầu, cũng không có ái. Này A Nan, tất cả ái không có, vậy có tìm cầu chăng? A Nan thưa, dạ không. Như vậy, này A Nan, từ đó mà có, từ đó là bản nguyên, từ đó tập khởi, từ đó làm nhân duyên mà có ái. Vì có ái cho nên khiến cho có tầm cầu, vì có tầm cầu cho nên khiến cho có ái. Này A Nan, dục ái cũng như hữu ái, cả hai đều là giao hội của thống. Có nhân duyên của thống, này A Nan, có chăng? Được hỏi như vậy, liền đáp, có. Nhân duyên gì mà có? Đáp, có xúc là nhân duyên. Từ nhân duyên đó, này A Nan, cũng nên biết nhân duyên là xúc mà có thống. Này A Nan, nếu mắt không xúc cũng không có cái được xúc thì mắt không thể xúc được. Này A Nan, tất cả mắt đã không xúc, vậy có xúc của mắt không, và cũng có cái nhân duyên do mắt mà sinh không? Tức là lạc là khổ, cũng không lạc, không khổ chăng? A Nan thưa, dạ không. Như vậy, này A Nan, từ đó mà có, từ đó là bản nguyên, từ đó tập khởi, từ đó làm nhân duyên, khiến cho con mắt xúc sanh thống. Này A Nan, do nhân duyên mắt xúc khiến cho con mắt biết thống. Tai, mũi, lưỡi, thân cũng như vậy. Tâm không xúc, này A Nan, cũng không có cái đang xúc, cũng không có nhân duyên xúc khiến cho tâm xúc. Này A Nan, tất cả tâm không xúc, vậy nên có cái xúc nhập của tâm nhân duyên khiến cho có thống chăng, khiến cho có lạc chăng, khiến cho có khổ chăng, khiến cho có không khổ, không lạc chăng? A Nan thưa, dạ không. Như vậy, này A Nan, đó là hiện hữu, đó là bản nguyên, đó là tập khởi, đó là nhân duyên, thống khiến cho có xúc. Này A Nan, nhân duyên tâm xúc khiến cho có thống. Nếu có người hỏi, có nhân duyên xúc không? Đáp là, có. Những gì là nhân duyên của xúc? Đáp, nhân duyên là danh tự. Này A Nan, theo đó có thể biết, khiến cho từ nhân duyên là danh tự mà có xúc. Nếu từ chỗ mà nó hiện hữu, từ chỗ mà nó được thọ, từ chỗ ấy mà có tụ của danh thân. Nếu, này A Nan, không có từ chỗ mà nó hiện hữu, từ chỗ mà nó được thọ, vậy thì có xúc, có danh tự chăng? A Nan thưa, dạ không. Nếu, này A Nan, không có từ chỗ mà nó hiện hữu, từ chỗ mà nó được thọ, khiến không có danh thân, vậy nên có xúc hữu đối không? A Nan thưa, dạ không. Này A Nan, nếu tất cả danh tự cũng như sắc thân không có, vậy có xúc chăng? Vậy từ đó mà có xúc chăng? A Nan thưa, dạ không. Như vậy, này A Nan, từ đó phát sanh, từ đó làm bản nguyên, từ đó tập khởi, từ đó làm nhân duyên, từ xúc này khiến cho có danh tự. Này A Nan, nhân duyên danh tự khiến cho có xúc. Này A Nan, giả sử hỏi, có nhân duyên danh tự này chăng? Liền đáp, có. Nhân duyên của danh tự là gì? Nhân duyên đó là thức. Này A Nan, nên từ nhân này mà hiểu rõ, nhân duyên thức mà có danh sắc. Này A Nan, nếu thức mà không vào trong bụng mẹ, vậy danh sắc này có thể thọ thai không? A Nan thưa, dạ không. Này A Nan, nếu thức đã ở trong bụng mẹ mà không lưu trú, vậy có danh sắc chăng? A Nan thưa, dạ không. Này A Nan, thức là bản nguyên, nếu trẻ trai hay trẻ gái đã hư, đã chết, khiến cho không có, vậy có danh tự khiến cho nó lớn lên, khiến cho nó đầy đủ chăng? A Nan thưa, dạ không. Này A Nan, như vậy từ đó phát sanh, từ đó làm bản nguyên, từ đó tập khởi, danh tự là từ thức. Này A Nan, do nhân duyên thức mà có danh sắc.
Này A Nan, có nhân duyên của thức không? Nếu hỏi vậy, liền đáp, có. Do nhân duyên gì có thức? Do nhân duyên danh sắc mà có thức. Này A Nan, nên theo nhân duyên này mà phân biệt rõ nhân duyên là danh sắc mà có thức. Này A Nan, nếu thức không được danh tự lưu giữ, vì thức đã không được dựa vào, được lưu giữ để tăng trưởng, thì sanh, lão, tử, khổ, tập có thể hiện hữu chăng? A Nan thưa, dạ không. Như vậy, này A Nan, từ đó đưa đến, từ đó làm bản nguyên, từ đó tập khởi, từ đó làm nhân duyên, do thức có danh tự, do nhân duyên danh tự có thức. Như vậy, vì thức duyên danh tự, danh tự duyên thức. Trong giới hạn đó là danh, trong giới hạn đó là đối xứ, trong giới hạn đó là nguồn gốc tranh giành xuất hiện mà người có trí không nên thọ. Này A Nan, có bao nhiêu nhân duyên chấp thống chính là thân? A Nan thưa, pháp vốn từ Phật, Phật là gốc của chánh pháp, Phật là gốc để trở về. Cuối mong Đức Phật nói cho, để con được nghe từ Phật. Nghe xong thọ trì, hiểu rõ mà được lợi ích. Đức Phật dạy, hãy lắng nghe, này A Nan, lành thay, hãy thọ trì và nhớ nghĩ. Đức Phật sẽ dạy. Hiền giả A Nan thưa,